Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Titan Quest Anniversary Edition. Và chúng ta hãy coi nhiệm vụ một phát. Chúng ta cần phải đi tới Delphi và nói chuyện với Oracle, là nhà tiên tri vĩ đại. Rồi sau đó chúng ta hãy nói chuyện với Timon ở Megara. Chúng ta chưa ở Megara đâu. Bây giờ có một cái side quest, là một cái nhiệm vụ phụ, là nguồn nước bị đầu độc. Chúng ta cần phải thực hiện để giúp những người dân nơi đây, thật là tội nghiệp họ. Ta hãy hạ hết những cái con này nào. Đây là những con nửa người nửa nhện. Và nó cũng dai ghê ha. Cấp độ 9. Rồi đó. Nhờ mấy em kia đánh lẹ hơn. Chúng ta hãy đi xuống khu rừng của tụi nhện. Thì cái này là ở bên kia cái sông trong tập trước chúng ta đã thấy. Và sao mình đánh không chết vậy? Ôi con này bình thường vậy mà đánh không chết luôn mới dữ. Đó, mấy con bự bự nè. Mấy con này có cái thân người ở phía trên. Và con này là thân nhện, không phải người. Còn một con, ta hãy quét sạch khu rừng này và đuổi bọn quái đi, không cho tụi nó quấy nhiễu người dân làng nữa. Ra tới đây chúng ta thấy gì nữa hay không? Chúng ta lâu lâu phải cố gắng giữ được cái dòng xung quanh thì mình có thể đánh mạnh hơn và đánh nhanh hơn. Chết đi nhé. Ý, em này nữa hả? Và chúng ta đã phát hiện ra được cái hang. Thì trên bản đồ chúng ta thấy được là nó có cái hang, có cái dấu màu đỏ. Và đây nói chuyện với... À, xin chào, tôi là một tinh linh của khu rừng. Và đây là khu rừng, là linh hồn của khu rừng luôn á. Tên ta là Pega. Pega, cái chữ nhỏ quá. Và nguồn nước của ta đã bị nhiễm khuẩn và ta đang bị bệnh. Những con nhện đó đã là cái nguồn làm cho cái nguồn nước đó bị nhiễm khuẩn. Anh hãy giải quyết tụi nó nhé. Thì cái hang này là nguồn gốc. Cái nước ở bên trong đó chúng ta cần phải xử lý hết đám nhện thì nó sẽ trở lại bình thường. Phê tích le hả? Là cái hang nhện chứ là cái gì? Vô vô vô. Còn nhện không? Còn chứ. Vô đây. Ý, tưởng đập nó chết rồi chứ. Ủa sao còn thằng nữa? Thằng này là Ron. Nhện cũng phân chia ra cấp bậc chứ bộ. Đây là một cái hang có những cái bộ xương bò. Nghĩa là tụi nó cũng đã bắt những cái con thú về đây ăn thịt rồi. Vậy là tụi bay đã quấy nhiễu người dân làng. Ta sẽ thay trời hành đạo. Vô. Vô sâu hơn nữa. Để giải quyết hết cái mớ nhện bên trong. Và có một cái chest ở đẳng. Nhưng mà mình muốn qua đây trước. Để đập mấy con nhện này đã. Chúng ta chơi dòng chiến binh. Thì đánh chai là chính. Cũng có chiêu đó chứ phải không đâu. Nhưng mà cái chiêu của nó lại thiên về đánh hơn. Có tiền kìa. Từ từ. Lên cấp chúng ta sẽ nâng thêm những cái chiêu mới. Và cái mastery mới thì tính từ từ đi. Bởi vì không cần thiết phải gấp rút. Nếu bạn gấp rút nâng hai đường một lượt á, nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà nâng điểm. Cái điểm chúng ta có được không nhiều. Rồi chúng ta phải chia ra nữa. Cứ mỗi lần chia ra thì nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Và ta hãy lụm tiền, lụm này nọ. Con này chết đi nhé. Có hai cái staff. Sao toàn là staff không à? Chơi chiến binh mà lụm toàn đồ của mây mới ghê chứ. Bon May of Destruction. Có cái nón kìa. Hãy coi thử coi. Cái nón 18 dở 15-31. Ghê vậy. Ta có thể đổi. Tốc độ đánh là slow hả? Cái nào mạnh hơn đâu rồi? Cái này mạnh hơn đúng không? 15-26. Đổi lên. Như vậy chúng ta đánh được mạnh hơn chút xíu. Có gì nữa không? Và có một cái nón. Thêm một cái khiên. Và tiền. Rồi. Cái nón này thì sao? 20. Không được. Cái món đó không có cộng strength hay là dex thì chúng ta không ưu tiên. Đó, khác liền. Đó, giờ chỉ một hit, một hit. Mấy con này giờ chúng ta có thể one shot nó là được. Lụm tiền và lụm cái thằng này luôn. Có cái thớp Galen của May. Đồ của May quá chừng như ta. Biết chừng nào chúng ta mới lụm được đồ của chiến binh đây. Và ta hãy quay về một phát. Về tuốt ba ta luôn. Ghê thiệt. Ở đó nó không có... Không có hả ta? Đúng rồi, ở đó hình như không có chỗ để có thể biến về. Ta hãy lát nữa tới mà được Sparta. Hãy kiểm tra thử coi. Nó không có à? À, nó không có. Ở đó là chỗ khác. Ta hãy xuống đây bán đồ thật lẹ. Bán đi, bán đi, bán đi. Bán hết đi. Được sắp mấy ngàn rồi. Và hãy gom thằng này lại. Có gì gom lại được nữa hay không? Gom thằng này lại. Và sắp xếp lại. Ok, và quay lại cái hang đó. Vô trọng,
xử lý những cái con nhện. Và có vẻ như nó còn một chút ở bên dưới. Ta xuống dưới nào. Chính xác. Đó, bây giờ cái cây này nó mạnh hơn rồi, khỏ cái bể đầu luôn. Một hit nè. Ức, chưa được một hit. Hai hit. Mấy con này cấp độ 9 thì có lúc là hai hit. Và đồ gì vậy? Đồ dởm. Ý, nó chích độc kìa. Những con này nó chích độc. Đó, lên Battle Ray rồi, đập sẽ chết. Qua đây. Ồ, có cái con bự bự bự, Spell Weaver. Con này chắc chơi phép. Ta mau hạ gục nó trước. Đập nó luôn. Hết chưa? Hết rồi. Và có một cái chest. Hãy mở ra coi thử. Có được một cái Emban Up Ron là tăng Strength á. Chính xác. Mà có Armor 15 mà. Dở. Đồ của May không à? Không cần thiết. Ai cần xài đồ May làm gì? Để ta đi lên trên đi. Lên trên trển. Coi thử coi còn cái gì hay không. Ta phải quét sạch cái hang động này thì mới được. Đây đây đây. Đây là những cái con nhiệm vụ nè. Ta cần phải quét sạch những con này. Chính những con này làm cho nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Nó quăng chất độc kìa. Ghê thiệt. Đừng. Bình tĩnh. Rồi nó túm lưới tôi rồi. Nó quăng tơ. Và chúng ta bị dính trong cái tơ nhện. Và có được cái nón của tụi nó hả? Ồ, 24 defense và cái tai luôn. 24. Nhưng mà cộng intel mới ghê. 24. Ngầu hơn cái nón kia một chút. Nhưng mà cộng intel thì không thích rồi đó. Arc of Proficiency. Strength 99. Cộng 27 offensive ability. Được á. Cái offensive ability đó giúp chúng ta đánh mạnh hơn nữa. Và lại là đồ. Sao lượm đồ nhiều vậy? 22-33. Strength 138 luôn, ghê thật. Vẫn còn một vài em ở trên này, chúng ta hãy hồi máu lại trước khi chúng ta bay vào đập tụi nó. Bởi vì tụi nó quăng cái tơ nhện mình dính ở trong. Đồng thời mình còn bị đánh chậm nữa. Đó. Chúng ta hãy mau hạ gục nó trước khi nó hạ gục mình. Và có cái áo hả? Cái tai. Ta có nên đem về bán hoài không ta? Bán hoài là không có thời gian đi luôn á. Ta hãy về bán một vài món này trước đi. Rồi chúng ta sẽ quay lại đó tiếp. Bởi vì chắc mình cũng nghĩ là chúng ta cần phải có tiền. Ta cũng không mua máu nhiều lắm. Nên thôi kệ đi, cứ bán đi rồi tính. Và nón tai, cái cây này thì sao? 27 offensive ability. Cây này có vẻ được. Còn cây này thì 22-33. 9% attack speed. Mình nghĩ mình sẽ giữ hai cây đó lại. Cho ta lên vô lại cái hang đó. Vô trọng xử lý tụi nhện. Và không lượm đồ nữa. Thí dụ như có lượm thì chắc cũng không đem về bán đâu. Đem về bán mất thời gian quá. Nó đâu, có bộ áo giáp 24 và Peer Resistant. Bộ áo giáp đó là bộ áo giáp của tụi nhện nó bận á. Và cây kiếm ngắn 12-15. Cũng tạm tạm. Có gì không? Có tiền thôi à. Và bên dưới này hết chưa? Hình như còn một vài con bên đây. Ta hãy qua kiểm tra luôn. Đây là nguồn nước. Và có vẻ như nó chưa được sạch sẽ cho lắm. Nước có vẻ hơi dơ. Qua đây, qua đây, qua đây. Vẫn còn một vài em bên này mà. Qua xử lý tụi nó. Vô. Rồi, mình đã bấm bình máu rồi. Để đảm bảo là mình không có chết sản. Nó giật đàm lên chết sản. Nghi lắm, nghi lắm. Ê, đi ra khỏi cái chỗ đó. Bởi vì cái chỗ đó là cái chất độc. Phải mau mau chống. Rồi xong. Và nguồn nước đã trong sạch trở lại. Đây là một cái Arc of Proficiency nữa. Đã ta cho hoài luôn. Và cái áo giáp này có gì hay không? 24 dex. Cộng 7 dex. Cũng không hay lắm. Mấy cái áo này cũng không cần làm gì. Peer Resistant. Thôi kệ đi, bỏ đi, không sao đâu. Giờ chúng ta hãy coi thử coi bên này. Có một bình máu. Và xong. Ta hãy đi ra nói chuyện với cái tinh linh của khu rừng. Là chúng ta sẽ có được phần thưởng. Mọi thứ đã dọn dẹp xong ở trọng. Chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện tiền nong làm gì cả. Tiền bạc giờ chưa thành vấn đề.
ta đang có khoảng 77.000. 77.000 xài được rồi. Úi, sao còn một con? À, còn lại hai em trong này hả? Như vậy chúng ta chỉ vừa dọn bên trong thôi. Và Frostbite, nãy vô lấy đánh mạnh hơn rồi. Thấy chưa? Gõ cái mạnh hơn liền. Vô, vô, vô. Ấy lộn, đi ra chứ, không phải đi vô. Và nói chuyện với cái cô tinh linh này. Ồ, ngươi đã dọn sạch cái hang khỏi lũ nhện, đã dọn sạch chất độc rồi à. Vậy là nguồn nước sẽ sạch sẽ trở lại. Chúng ta được cộng 75 máu, 1.500 kinh nghiệm. Và máu với lại mana được hồi lại. Chúng ta sẽ hạ gục hết những con nhện còn sót lại trong khu rừng này. Và sẽ tiếp tục lên đường, đi qua Delphi. Có cái shrine đánh mạnh ghê. Đi xuống dưới này một cái. Đó. Xuống là thấy. Qua đây còn một bầy nữa. Tiền kìa. Lụm. Ủa? Tại sao nó không lụm? Mình đã bấm chữ A để nó lụm mà nó lại không lụm. Là mình phải chạy vòng vòng. Ta hãy coi thử coi bonfire có được bình máu. Ngộ ha, chúng ta phải lại gần. Nó không có cái diện tích, nó không có lớn cho lắm. Bấm lộn. Coi bản đồ chứ. À, vẫn còn một vài em ở trên đây. Chúng chui chúng nhủi ở trong những cái bụi rậm. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Ta hãy về báo tin là nguồn nước đã được sạch sẽ trở lại, để cho mọi người trong làng được yên tâm. Ôi, cảm ơn anh rất là nhiều. Con suối đã sạch sẽ và bây giờ mọi cái nước đã uống được rồi. Mọi người trong làng đã rất là vui mừng. Rồi, bình thường thôi. Chúng ta sẽ bán cây này đi. Bán cây này luôn. 24 này hút năng lượng. 27. Vậy giữ cây bên này lại. Và đi. Sao cái này là... À, nó là Energy Potion. Ôi, sao có cái đám xác sống kìa. Zombie. Rồi, mình sẽ hạ đám zombie này luôn. Qua đây. Đám zombie, đây là một số cái thây ma từ đâu đó tới. Ta hạ luôn nào. Chắc là những người lính chết trận, họ biến thành zombie. Hai cây này đánh hơi chậm, nhưng mà cũng tạm. Giờ ta sẽ đi mở bản đồ một chút đi ha. Bởi vì phần bên dưới này nó có một cái chỗ chúng ta có thể đánh để luyện cấp. Đánh con đó luôn. Và có cái thằng cầm dao. Ồ. Anh ta nên hồi máu trước. Bởi vì mấy thằng đó nó có chất độc. Ghê lắm. Nó có bốc mùi hôi lên, làm cho chúng ta bị nứt mũi mà chết. Nhiễm chất độc bởi vì mùi hôi của tụi nó. Kinh khủng. Mấy con đó chắc lâu năm không tắm. Có cái thuyền ngoài kia kìa. Và bên dưới đó nó có cái hang. Thì cái hang đó mình chẳng bao giờ vô cả. Ê, thằng này đánh đau rồi nha. Nó là captain luôn mới giữ. Và amulet hả? Đúng không? Nó đâu rồi? Cái thằng này không phải amulet. Nó là cái tai armband. Rồi để hạ thằng này đi. Và hạ luôn mấy con cung này nữa. Nó bắn đau kinh khủng. Qua bên đây đập con cung. Những con xương này đập bể xương. Còn mấy thằng này đập thì bể đầu. Nó cầm cái chài kìa. Xong. Ta sẽ đi xuống đây. Chúng ta hãy bắt đầu lên đường qua Delphi tiếp nào. Sau khi đã giúp được những người dân làng vô tội. Và đây là Frostbite Shrine tiếp. Đánh mấy con này nữa. Nhân dương. Có nhân mã nữa kìa. Này thì nhân mã. Đánh dài dữ vậy ta. Dục cái cây ra đi. Không cần thiết. Mấy chiêu đây. À, có cái con hồi máu. Không phải con đó. Mình tưởng nó núp ở trong đó chứ. Té ra không phải. Nó đây. Shaman hả cưng? Cưng là Shaman. Là thầy mo của bộ tộc hả cưng? Sao nó không có cho chúng ta coi gì ở bên dưới món đó vậy? Tiếp tục đập nó. Ê, nó bị làm chậm rồi kìa. Chạy hả? Chắc mình sẽ khỏi phải lụm cái cung đó đâu. Cung lụm làm gì? Ở bên đây thì có mấy con quạ với mấy con heo. Còn hai con heo. Mấy cây đánh chậm ghê. Nếu mà chúng ta sử dụng kiếm á, thì chúng ta sẽ đánh nhanh hơn. Nhưng đổi lại cái sát thương nó lại không cao bằng. Mấy cây này thì sát thương cao nhưng nó chậm. Nhưng mà được cái là khi chúng ta đánh nhiều, ta lên được cái vòng ở bên dưới á, cái vòng dưới chân á,
là nó sẽ đánh nhanh hơn rất là nhiều. Nên cứ thoải mái xài mấy cái cây bự bự. Đó, lên Battle Ray nữa kìa, nhưng mà bị trói rồi. Chơi mà chơi trói. Đập hai phát, mỗi con một phát. Sắp lên level 9 rồi. Qua đây đập mấy này một cái. Đây là con đường gì? Arcadia. Trên đó không lên được. Ta phải đi theo hướng này. Vô đây đánh với con Happy. Đó, Pristine Plumage. Ta có thể gom nó lại rồi đó. Đây. Không có gì gom lại được nữa, nên chúng ta đi tiếp. Ở đây nó chia làm hai đường, nhưng mà lát nữa chúng ta cũng đi lại chung một chỗ thôi à. Bởi vì bên này chúng ta chỉ lên đây để hạ mấy con Happy. Chết nhé. Qua đây, qua đây, qua đây. Nó có Stride of Mastery, là cái skill á. Ồ, thấy chưa, cái skill chúng ta lên kìa, đánh kìa. Đánh như vũ bão luôn vậy đó. Kinh khủng chưa. Dizzy Plummet hả? À, bấm chữ A cho nó gọn. Dizzy Plumage. Đó, vô đây, vô đây. Bình thường là chúng ta chỉ có hình như là 8 vòng, nhưng mà sau khi có thằng đó vô, nó sẽ lên được tới 12 vòng. Ghê thật. Có gì đây? Đây là đôi giày, đôi giày. Đôi giày gì đây? Đôi giày này 20 armor cộng, không có cộng dex. Có cộng dex ngon hơn chứ. Giữa cái Lightning Resistance và Cold Resistance thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều. Tùy theo con quái thôi. Lên cấp. Rồi, và có một cái lâm mịch. Lâm luôn. Ủa, chưa chết hả? Tưởng chết rồi chứ. Tưởng chết rồi mới quay lưng đi. Và qua đây xử luôn. Đập nó luôn. Chúng ta phải bấm qua phần secondary ở đây nè. Nó có cái thời gian chúng ta chơi. Chúng ta đã hạ gục được 1320 con quái. Gây được lớn nhất là 107 sát thương. Và chơi được 2 tiếng. Chết 4 lần. Và mình sẽ nâng điểm Trend và Dex. Dex hơi cao. Intel thì 50. Bình thường, không có vấn đề gì. Và chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái điểm ở đây lên. Đẩy lên 7. Thì 2 cấp nữa chúng ta mới có mấy chiêu này. Mình muốn đẩy lên cái điểm này lên cao trước, rồi chúng ta mới lấy chiêu. Chúng ta đang dual wield. Dual wield thì không phải lúc nào cũng xài. Nó có phần trăm cơ hội á, 12%, 14%. Từ từ nâng lên nó sẽ cao hơn. Và Megara Bluff. Chúng ta sắp tới một thành phố nữa. Ê, con Happy kia nó trưởng. Nó trưởng kìa. Nó trưởng đau quá. Hạ gục nó nhanh nhanh. Ê, nó chơi chiêu. Nó chơi chiêu của dòng Storm. Đây là cái gì? 16. Bình thường. Chúng ta hãy dọn dẹp hết lũ quái ở nơi đây luôn. Chết nhé cưng. Vô đây, vô đây. Vô đây. Đó, Happy hả? Có bình máu, có bình máu. Cái khiên thì chắc không cần đâu. Bên dưới đó có một cái bờ biển khá là đẹp. Lên đây. Hạ gục mấy con Happy này nó đơn giản quá ha. Rồi, chúng ta xuống dưới đi. Chúng ta đi qua đây. Còn cái gì không? Sạch sẽ. Có một cái chỗ để chúng ta có thể hồi sinh lại. Lấy checkpoint. Ý, sao bên này vẫn còn... À, không có gì. Rồi, xuống bên dưới chúng ta sẽ tiếp tục đánh những con nhân dương đen. Chứ không phải là nhân dương trắng như mọi khi nữa. Và hai em này chui vô trong bụi làm gì đây? Quay qua đập hả cưng? Vô, là đây, là đây. Chạy hả? Ai cho chạy? Ai cho chạy? Ồ, sóng dao. Và nó có cái cục gì giữa vậy? Cái đó giống như là một cái thiên thạch hay cái gì đó. Tụi nó đang, một là đào cái đó để sử dụng, hai là nó đang thờ cái cục đó hay sao á. Rồi, chúng ta hãy coi thử ở trong này còn gì không. Sạch sẽ. Qua bên đây. Ồ, có cái thằng cưỡi kìa. Nó cưỡi con heo, nó bắn cái cung độc á. Mau mau hạ cái thằng đó trước. Bắn cung độc đau lắm. Level 12, Boar Rider.
Đứng lại, đứng lại. Ai cho chạy hoài vậy? Và khi đứng trên này chúng ta có thể nhìn xuống bên dưới, thấy được mấy cái con tắc kè hả? Tắc kè, kỳ nhông. Nói chung là mấy con gì đó thuộc hàng bò sát ở bên dưới. Mở ra coi thử. Máu và Rotati Loop 7% Lightning Resistance cũng tạm tạm. Thập lửa lên, đánh chúng nó coi. Gì, chưa chết nữa. Rồi, chết. Đây là Megara Coast, là bờ biển của Megara. Ta hãy đi đường này xuống. Chúng ta sẽ có một cái chỗ đắm tàu ở bên dưới và có mấy con rùa. Rồi, rùa chúng ta đánh cũng phê lắm á nha. Ê, nó đang phun cái gì đó làm chậm kìa. Chắc là phun cát biển á. Rồi, hạ gục nó. Và chúng ta chưa thấy cái gì. Có chỗ tàu đắm nào hay không? Chúng ta sẽ vô đánh mấy con Lizard chơi. Đây là Shaman Coastal Ichthyan hả? Ichthyan. Là cái tộc của cái con đó. Trưởng ghê thiệt đó chứ. Không cần hồi máu trước. Chừng nào hết máu rồi hãy hồi. Có một cái pupil Band of Insight cộng Intel. Chắc lượm đồ phải chọn lọc để không có chứa nhiều quá. Chúng ta có thể đem được nhiều đồ, không phải đi về nhiều lần. Và nó có Energy Potion này kìa. Đây còn gì nữa không? Không. Đi, chúng ta đi theo bờ biển. Đi dọc bờ biển. Đi xuống nước cho nó mát. Ở trên bờ nó nóng nực. Đó, có một đám bên kia nữa kìa. Con nó bỏ chạy. Ai cho bỏ chạy? Ta mau xử mấy thằng Shaman trước, bởi vì nó sẽ hồi máu. Rồi, một thằng và hai thằng, và quay qua đập mấy con này. Xong. Ta được gì không? Một cái bình mana. Và có mấy thằng. Ê, mau hạ thằng Fortlet này trước. Còn một thằng nữa. Ê, không được, không được rồi. Chúng ta mau mau đánh hạ mấy cái con skeleton nó bự bự. Rồi chạy tới hạ thằng kia. Bởi vì nó đánh đau quá. Xong, banh sát thằng nhỏ. Và có một cái linh hồn của... Đây là một cái linh hồn chưa được siêu thoát của những thủy thủ bị chìm hay là bị đắm tàu chết á. Thủy thủ mà không biết bơi. Thủy thủ biết bơi nhưng bị đắm tàu chết, chứ không phải là họ không biết bơi mà chết. Được rồi đó, chúng ta cứ giữ cái dòng đó là đánh mạnh nè. Và được cái gì đây? Regeneration. Lấy sớm quá, chưa gì đã lấy rồi. Chúng ta có thể đỡ được cái việc xài bình máu nếu chúng ta không lấy. Rồi, giờ chúng ta qua đây luôn. Qua đây, qua đây. Đứng ở chỗ nó có hồi máu không? Có, cũng được. Nó giữ cũng lâu. Cũng tốt. À, có một cái chest kìa. Lát nữa chúng ta đánh xong con này, chúng ta sẽ mở cái chest đó coi thử. Rồi, mau mau chạy vô đây. Cơ hội hồi máu ở chỗ này. Tội gì không xài. Hơi lâu một chút. Rồi đó. Và lụm. Hết. Cái hiệu lực của nó đã hết. Và còn gì nữa không? Còn em này bắn hoài vậy. Thấy bắn được bắn hoài cưng. Không đánh cưng thôi chứ đừng có bắn được bắn hoài. Mau mau hồi máu. Ê, 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 chết, 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 chết. Tụi nó đánh mạnh quá vậy. Sao tụi nó đánh ghê vậy? Bình tĩnh nè mấy đứa. Nó đánh mạnh thiệt á. Mấy thằng này đánh kinh khủng luôn. Chúng ta sẽ gõ đầu mấy thằng này. Nó cao quá gõ không được. Gõ vô người nó thôi. Đi có bình máu kìa. Và một cái loop up agility. Là tăng. Nó đâu rồi? Nó đây. Dexterity và Energy hả? Có thể chúng ta sẽ lấy nó để đổi qua cái thằng cộng máu. Mình không cần máu nhiều cho lắm. Rồi đó, đỡ hơn chút. Có 50 mấy máu cũng không thành vấn đề gì cho lắm. Đập một cái là banh mấy con xương này liền. Đó mà. Ê,
cái thằng kia nó chết ra, cái chất độc nó cũng phun ra theo luôn. Ta hãy lượm tiền và mở chest. Ta có một cái symbol wrap up energy. Energy là cộng mana mà. Chỗ này rồi. Chà, ở đây căng rồi nha. Có mấy con rùa. Giant turtle. Mấy con rùa khổng lồ. Và chúng ta đang được gần nửa ống của cây kinh nghiệm. Và có turtle shell kìa. Đó là vỏ rùa, mai rùa. Lụm. Còn một em thôi, dễ xử, gõ là chết. Và chúng ta được gì đây? Một cái Protective Reinforce. Áo giáp, áo giáp. Áo giáp này yếu hơn cái Centaur Suicrat một chút. Và có một cái Loop Up Agility thì cũng bình thường thôi. Và Shipwreck. Đó là cái mảnh tàu đắm hả? Mấy cái thằng hồi máu, mau mau hạ gục. Một là chạy lên đánh mấy thằng hồi máu trước. Chắc phải đánh mấy thằng này trước rồi, để nó đừng hồi máu nữa. Cái thằng kia nó hồi máu cho thằng này, hai thằng hồi máu cho nhau, vui thiệt. Tụi bay cũng biết chơi ghế ha. Costo Shaman giờ tới Mirrodin. Bỏ chạy. Ai cho bỏ chạy? Dí tới nơi luôn, không cho bỏ chạy. Và có cái nón 16 Energy Regeneration và Cleaver of Destruction. 12-22 Physical Damage cộng cũng nhiều. 4 Bonus Damage. Không thấy sự khác biệt. Cộng thấy cũng nhiều nhưng không thấy sự khác biệt. Và Reinforced Racer thì 20 thôi, cũng không mạnh gì. Lên trên đây nó có một cái hang hả? Cái hang đó cũng không cần vào đâu. Có những thứ chúng ta cần vào thì sẽ vào, còn những thứ không cần thì khỏi vào. Đỡ mất công. Ta xuống đây. Chúng ta gần tới được thành phố rồi. Mau mau đi tới thành phố. Trời tối rồi, vô chổng ngủ. Có Shaman không? Không có Shaman thì tụi bay vô đây. Bu vào. Chúng ta xử từng thằng luôn. Chứ đó mà hả bu. Ồ, thấy chưa, thấy chưa, xử từng thằng luôn. Ấy, chưa chịu chết nữa. Chịu chết đi. Và bây giờ chúng ta hãy lượm bình máu. Ta tới luôn. Ồ, bắt đầu đánh mạnh rồi đó. Nhờ những cái dòng. Có đủ dòng là đánh cực mạnh. Bạch, chết. Và mở cái shipwreck thử coi. Có bình máu kìa. Nó là bình máu ở cấp độ Health Potion, chứ không phải là Minor Health Potion. Nó hồi được nhiều hơn. Chúng ta đang có Lesser chứ không phải là Minor. Lesser Health Potion nó hồi ít hơn. Rồi, và chúng ta đã thấy được trên bản đồ gần có được một cái cửa có Energy Potion hả? Lấm. Chạy ra muốn tranh giành hả cưng? Và chúng ta đã tới được City of Megara và nói chuyện với người này xem sao. Chúng tôi đang gặp vấn đề. Tất cả mọi nơi của Hy Lạp đều bị tấn công, đều gặp có những cái vấn đề. Và lũ nhân dương cũng như nhân mã, nó ở khắp mọi nơi. Và kể cả những cái xác sống đang di chuyển nữa. Nó không có giữ lại cái câu chúng ta cần coi. Giờ chúng ta sẽ có được cái thằng cha có chỗ cất đồ ở đây. Và chúng ta sẽ chạy qua bên này, nó còn nhiệm vụ. Đây, chúng ta hãy nói chuyện với người này. Rồi, và tôi chỉ đến đây mà, vừa đến đây mà thôi. Thì tôi trên một con tàu chiến phải đi tới Athens, nhưng mà bị lũ người cá tấn công. Và những lũ nàng tiên cá tấn công, họ tiên cá hát tấn công. Và thủy thủ đoàn chết hết rồi. Và con tàu cũng nát bét. Nếu anh tìm được những gì mà còn sót lại của con tàu thì anh cứ lấy hết đi, thoải mái, không thành vấn đề đâu. Sẽ bán hết tất cả những thứ này. Ok. Và ta hãy lên nói chuyện với ông này. Thì ra là Leonidas đã gửi anh tới đây à. Vậy ông ta chắc chắn đang rất là bận biểu nên không thể tự tới được. Lũ quái vật đang tấn công toàn bộ Hy Lạp. Không chỉ ở Ba Star đâu,
Và có thể là nhà tiên tri có thể cho chúng ta biết cái nguồn gốc của những cái đợt tấn công đó từ đâu. Và nhà tiên tri cần một cái món quà để có thể gặp mặt được. Và anh phải đem một cái cành của một cái cây ô liu thiên ở gần Delphi để tặng cho cái để tặng cho người đó thì mới gặp được. Chưa gì hết, tắt cái câu đó hoài thiệt. Nhiều khi có những cái chúng ta đọc chưa xong. Như vậy chúng ta đã tới được Megara rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!